Rồi, ngày hôm nay mình có 13 cây kìm bán khuyến mãi cho đợt này. Giá đặc biệt chỉ còn một nửa tiền, giá bình thường một cây này sẽ là 1,1 triệu. Giá khuyến mãi còn 550.000. Một nửa tiền khuyến mãi và chỉ có 13 cây thôi. Số 13 nó số đẹp. Nhưng mà thì các bạn đặt hàng nhanh thì còn mà mình sẽ bán hết đúng 13 cây này thì là hết đợt khuyến mãi. Cây này kìm gọi là kìm đa năng hay kìm răng á. Size của nó là 185, là cái size phổ thông nhất. Mã hàng của nó sẽ là 495BI-185. Thì sản xuất, cái này sản xuất 100% tại Đức. Hàng có chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng đầy đủ cho các bạn. Và khuyến mãi nó chỉ đúng theo đúng số lượng 13 cây thôi. Thì nhiều người gọi cái kìm này là kìm răng hay là kìm điện hoặc là kìm đa năng. Đa năng là vì nó có nhiều chức năng, vừa cắt vặn ốc, kẹp, cắt ở đây. Thì riêng cái thằng của kìm của Elora thì họ làm gia cố chỗ này nó dày hơn một chút xíu, mà nhìn thấy chỗ này này. Nó dày hơn một xíu. Để cho mình cắt ở cái vực chỗ này nó cắt nó khỏe hơn. Mình có thể cắt đinh hoặc là cắt gì đó mình để lấy cắt thử thôi. Chờ xíu. Cứ quay đi. Mình gỡ ra để cho đẹp. Đây là khá là mình cũng bạn có thể đối với kìm này bên thợ điện này thì dùng điện hạ thế, điện sửa chữa điện nguội thì cũng được. Điện sửa chữa nóng thì mình phải dùng cái cây kìm cách điện, tức là cán nó phải là cái cán màu đỏ. Ở đây mình không có đây ha. Ok, mình lấy cây màu đỏ luôn cho coi cho biết. Quay lên này. Đây. Cây này là cây chuyên cho cách điện. Cây này là cách điện tới 1000V. Khi nào mình bán hết cái số lượng này mình sẽ sang đến khuyến mãi đến cây này. Thì các bạn đón chờ vào một cái dịp khác thì cây này giá rất là đắt. Thì cách điện thì đúng là cách điện như vậy, nhưng mà cách điện tới 1000V. Thì bạn có thể làm cắt nóng được, cắt khi mà cái sợi dây này nó vẫn còn đang có điện này. Là mình cắt cũng được. Đó, nhưng với cây này thì cắt cán này về mặt cơ bản là cũng cách điện hạ thế. Nhưng mà về mặt an toàn thì tiêu chuẩn châu Âu người ta không cho dùng. Bắt buộc phải dùng cái cây này. Ở Việt Nam mình thì thợ sửa chữa điện nước vẫn có thể dùng được. Thì các bạn mà thích xài đồ xịn thì đây chính là lúc mà các bạn có thể mua được cây kìm xịn với giá rẻ. Thì mình cũng có thể cắt đinh như thế này cũng được. Cắt đinh mình cầm thì nó hơi nguy hiểm. Mình sẽ cắt đinh cho các bạn. Đây. Đóng vào đây đi. Đây này. Rồi, để vậy mình cắt cho nó dễ, cho nó an toàn. Cắt thử. Ủa, cái kìm ngứa đây mà. Đây. Tay mình yếu mà có cắt nổi không, nhưng mà cắt được cái này. Thử ra. Cắt nổi không? Ai. Đó. Ok, nhìn cái lưỡi nè. Đó, rất xịn. Kìm của Đức là nó vậy đó, cắt cái này là đó, đi cái đó, không xi nhê gì hết. Để các bạn thấy là thép của Đức nó cỡ nào. Thì mình đang có ở đây 13 cây, mình gỡ ra đây nhìn cho nó đẹp. Giá chỉ còn có một nửa tiền, nó bình thường bạn mua đặt hàng thì trên website thì sẽ là 1,1 triệu. Giá của đại lý chắc nó cỡ khoảng 800.000. Nhưng mà mình bán khuyến mãi đợt này là chỉ có 550.000. Rồi. Các bạn mua liên một lúc cả cái số lượng này, mình sẽ có thêm quà khuyến mãi riêng. 13 cây, con số đẹp. Ok. Đó, rất là đẹp, kìm rất là đẹp. Cắt chất lượng cỡ như cái đó, như mình cắt thử đinh ấy. Tại vì tay mình thì nó yếu không bằng tay anh em làm thợ, thì anh em sẽ khỏe hơn, cắt thì nó nhẹ nhàng hơn, mình cắt thì nó hơi có vẻ hơi cực. Nhưng mà bạn thấy là cái nước thép của nó sau khi cắt một cái đinh xong, cái răng nó không có xi nhê gì hết.
Rồi. Một nửa tiền. 495 BI 185. Giá chưa khuyến mãi chưa giảm, giá chưa khuyến mãi là 1.000.000. Giá khuyến mãi 550.000, tức là giảm 50%. Chỉ cho số lượng 13 cây. Bạn mua cây thứ 14 thì lại quay về 1.100.000. Ha. Ok. Để cây này vào đây nhìn cho nó đẹp. Đó. Cái này là cách điện. Về mặt cái ruột của nó sẽ giống nhau y chang, chỉ khác nhau mỗi cái phần đuôi bọc cái cán này bọc cái điện thôi. Thì cây này không có khuyến mãi nha bạn. Đây mình chỉ so sánh vào đây để các bạn dễ thấy thôi. Nhìn cho nó đẹp thôi. Chứ không phải cây đó. Cây đó không khuyến mãi. Sẽ có một đợt nào đó sẽ khuyến mãi cái đó. Bây giờ vẫn còn tiền ăn cơm chưa khuyến mãi.